Hello, xin chào tất cả các bác nha. Trước mặt các bác đây là một bộ sennheiser các bác. Model của nó là 300G3 ha. Và ta mic SKM 300G3. Đi kèm cái đầu của nó là đầu 865 nha các bác ha. Đó. Bộ này như các bác đã thấy là cái đầu thu cũng rất là đẹp nha các bác ha. Đẹp kèm. Và đặc biệt là tai mic của nó là full box luôn nha các bác ha. Tất nhiên là hàng lướt chứ không phải là hàng mới 100% ha. Nhưng mà nó còn hợp và đầy đủ. Nói chung là tai mic cực kỳ đẹp ha. Đây là hộp mic các bác ha. Đây là sổ sách hướng dẫn sử dụng này các bác. Mà nó dày cái này nè ha. SKM 300 ha. Đây là hộp mic. Hộp mic ha. Hộp của tai mic thôi. Và đây là tai mic của nó đây các bác. Còn trong hộp này rất là êm ha. Rồi. Đầu của nó là 865 nha các bác ha. Tai mic này cũng rất là mới các bác. Nó chỉ có một vết chày duy nhất chỗ này thôi này các bác này. Đây ha. Đó. Còn lại là gần như là đẹp keng xe ben các bác. Và dòng 300G3 thì được một cái nữa đó là nó có cái nút mút nha các bác ha. Dòng 100 và dòng 500 thì nó không có nút mút. Riêng dòng 300 thì được trang bị nút mút ha. Nên là phần về karaoke gia đình thì nó sẽ tiện cho mình hơn các bác ha. Đây, Sennheiser 300G3. Nói chung là cây này là mới 99% các bác ha. Nó có một cái vết trầy chỗ này các bác này. Không phải vết trầy nhưng vết gì á. Nói chung chỗ này, một vết rất là nhỏ chỗ này ha. Đó. Rất là nhỏ các bác. Còn lại là đẹp hết ha. Đầu mic cũng mới tinh các bác ha. Đầu là đầu 865 nha các bác. Đó. Mic cực mới ha. Nói chung là mình mua, bác nào mua mic này thì cực ngon. Và dòng này là Made in USA nha. Đây các bác này. Made in USA nha. Ta mic cũng có để Made in USA nhưng mà em lười mở ra thôi ha. Đó. Rồi, đây là đầu thu các bác ha. Đầu thu cũng nói chung là đẹp keng các bác. Đó. 300G3 đẹp keng sẽ bán ha. Rồi, cho các bác xem cái phía sau nha. Phía sau của đầu thu đây ha. Đây, đầu thu cũng là được sản xuất ở Mỹ nha các bác. Sennheiser là thương hiệu của Đức nhưng mà được sản xuất ở Mỹ ha. Rồi, bộ này là 15 triệu nha các bác ha. 15 triệu Sennheiser 300G3 đầu 865 các bác ha. Tai mới rất là mới 99% full box luôn ha. Giá là 15 triệu cho bộ này các bác. Rồi, các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với em ha. 300G3 đầu 865. Giá là 15 triệu các bác. Em sẽ để số điện thoại của em trên phần mô tả của video. Nên các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với em ha. Cam kết cho các bác, đây là hàng nguyên green ha. Hàng xịn và nguyên green. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.